đây các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại trung tâm quận 1 Sài Gòn. Ở giữa Sài Gòn Hoa Lệ này thì có rất là nhiều món ăn nhưng mình vẫn chưa tìm hiểu hết được. Và đặc biệt hôm nay có một món ăn vặt mình nghĩ là từ trẻ em đến người lớn ai cũng thích. Hiện tại mình đang ở cái mặt trên con đường Đinh Tiên Hoàng, quận nhất. Phía trước mình là giữa giao lộ Đinh Tiên Hoàng và Điện Phủ. Đây là hướng về Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu đây mà. Ở trước số nhà 132 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận 1 có một cái cô bán tàu hũ, hũ nóng này đã lâu năm rồi. Chị Dung bán tàu hũ nóng, đi bán thêm bánh tét, bánh giò nữa hả? Bán thêm nó bao lâu rồi chị Dung? Mấy tháng này? Đây dì Dung có này, cái gánh nè, cái gánh này cũng thời xưa rồi mọi người, thấy cũng cũ kỹ nhưng mà rất là chắc chắn nha, tính rất là nặng, rất là nhiều đồ. Ngoài ra dì Dung còn bán sữa đậu nành nè, bánh giò, bánh tét rồi mà hết rồi, đựng trong cái giỏ đỏ mà hết rồi. Dung bán ở đây là bao nhiêu rồi dì Dung? Thấy khách mua không? Cô bán ngay cái đường chính luôn nhưng mà rất là nhiều khách mua này, cứ ghé lại mua một hộp, hai hộp. Hộp này là hộp tàu hũ nóng, nó rất là ngon, và cũng là dễ ăn nữa. Bịch là giá tiền khác mà hộp là giá tiền khác hả? Có 5.000 là con, còn cái hộp đó là 8.000. Cái nhiều hơn cái bịch đó. Đó là tính tiền hộp đấy ha, toàn hộp. Ăn nước dừa không? Dung đang làm cho khách
thấy cái nồi đậu hũ nóng này rất là ngon nè. Đã lâu rồi mình chưa ăn đậu hũ, hôm nay chắc mình ăn cũng hai ba chén này. Mình bán 36, 37 năm ở tại điểm này luôn. Hồi xưa gì gánh đi đâu, bán ở đây em, bán ở đây có chú và công an nó đủ quá, gì gánh không được nó, nhưng mà sao mà chân gì đau gì ngồi để gì bán mà. Bán ở đây mà công an nó đuổi quá cho nên vô chợ Tân Định bán thời gian mà chân đau thôi ngồi ở đây luôn. Quê gì trong mà đâu? À, Dương nói là quê ở Quảng Ngãi. Là đây 16 con. Rồi Sài Gòn đây bán đậu hũ cũng được ba mấy năm rồi. Bán đây rồi có khó khăn gì không? Không con, cái gì bán cũng được, cũng bình thường lắm con, không có gì. Vì cái gánh, hai gánh này chắc cũng theo gì lâu rồi đúng không? Nó cũng không luôn mà, bắt cái gánh này cũng lâu lắm rồi đó. Cũng từ lúc mới đầu đi bán luôn á hả? Không mà mười mấy năm á, là chị thay hoài vậy chứ. Là nó yếu rồi là thay. Hằng ngày gì làm này khổ ở cực không? Từ buổi sáng mình phải dậy chuẩn bị rồi nữa hả chị? Dậy sớm mà con làm nó kịp có mình gì nha. Để hơn 11 đi. Cái này làm ra từ đầu năm nào vậy? À, dậy sáng sớm đi chợ. Để hơn 11 giờ đêm á, làm nó sáng mới có đi bán chứ. Không muốn đi chợ từ lát cái này gì hết. Bán khoảng trong vòng từ 6 giờ đến 10 giờ hả? Dòng đó nó hết rồi. Hết rồi con, giò bánh tét cũng hết trơn rồi. Lấy sao mà nó sôi như vậy? Để than, nếu mà con có hôm lò như này nè. Đây tự gì nấu hả? Thì chị nấu. Nó có hôm lò với nó sôi nó mới ngon con. Là mấy cái điều mà mình tự làm đó không ạ? Thì một mình gì làm hết vậy? Chị làm mấy gửi gì đi bán chứ đâu có ai làm cho chị được con. Thì Dung múc cho mình một chén đây. Ở qua đây bỏ nước dừa ngồi mấy cái ghế nhỏ này thôi nè, nó để ăn nếu mà ăn tại chỗ. Ở đây mình cũng đã gọi được một cái chén đầy đủ đó, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình cũng thích thôi để thêm cái gia vị ở đây, cái mùi vị đây như thế nào. Bây giờ sẽ trộn nước đều nước đường ra mà mình dùng. Nóng quá các bạn, này nóng mà cũng ngon, thơm cái mùi nước đường và gừng nữa. Tất nhiên là ăn đậu hũ có nước gừng rất là ngon. Này nhiều người lớn tuổi hay thích ăn lắm nè. Cái vị ở đây thanh thanh ngọt ngọt đó các bạn, đậu hũ này nóng nữa rất là ngon. Gì chén thì bao nhiêu tiền? Còn bịch cũng 5.000, chỉ có hộp là 8.000 thôi. Vì bán rất là rẻ ha, giá rất là rẻ luôn. Ngay trung tâm Sài Gòn mà có những cái gánh đậu hũ như này, giá như ở quê rất là hiếm. Đặc biệt hơn nữa là cái nước đường ở đây này nó rất là vàng. Cô Dung tự nấu ở nhà luôn. Nói chung là vấn đề là tự làm hết. Bán được 36, 37 năm rồi thì theo lời cô Dung nói. Cô Dung mà xuất phát từ tỉnh Quảng Ngãi vào đây để mình bán cái bản nghề này. Vậy mấy cái bước mà làm ra cái đậu hũ này là sao vậy? Đậu nành với sao vậy làm? Một cái gì con? Rồi cho về chờ về tí nha. Xay ra, đậu nành xay ra. Vậy cứ một ngày gì bán một nồi vậy thôi hả?
thì Dung nói là khoảng mấy năm chị thay một lần. Chị dọn ở đây mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ sáng. Chị bán quanh năm suốt tháng không có nghỉ ngày nào luôn hả? Nghỉ chứ không, nghỉ gì đi về quê. À lâu lâu nghỉ mình lâu lâu mình nghỉ mấy ngày về quê thôi. Dạ, tầm 2 tuần 3 tuần gì đó. Chị đi chơi lạc dạ, nghỉ gì đi về quê. Chị Dung chia sẻ hôm nay gì cũng mệt con người. Chắc có lẽ ngày mai gì không bán nữa. Để đi khám bệnh rồi bán tiếp. Khách hàng chị Dung chủ yếu là những ai? Ta đi làm, người ta ghé thật luôn. Văn phòng mỗi lần mua nhiều không chị Dung? Mấy chục hộp. Mấy chục hộp? Tự ta lấy đúng không? Điền chị Dung tên trước rồi. Ở đây lấy vậy. Tăng định rồi xuống đây lấy. Chị đâu có đem gì đâu. Chị có một mình gì đây. Đi là ai bán gì? Tới đây là. Nghề này là nghề gia truyền của chị Dung hay là? Tự gì thì bán ra mấy chục năm là lúc đầu chị cũ mà vô đây chị thấy ta đi bán là gì bán. Chưa là gì gánh đi bộ à? Bán ở đây tới 8 giờ, nó còn ít mới gánh đi, còn nó hết thì về. Dạ. Nhưng mà nó còn ít thôi. Bởi vì bán thì chị quay quay khách nữa. Ăn đậu có gì thấy nó ngon không? Dạ ngon, được. Con thích ăn món này lắm. Bán ở đâu cũng vui vẻ hết. Đó hồi đó thì bán ai cũng thương gì vui vẻ lắm, không có gì khó khăn. Đốt cái ăn kén rồi bỏ đồ. Dạ. Cái chị ngồi ở đây lâu rồi, mấy năm rồi, xong cái gì người ta cho tiền thuốc tay thuê cái gì xích lại đằng kia. Cô ăn đồ hủ có thấy sao cô? Tôi ăn mấy chục năm rồi. Cô ăn mấy chục năm. Bà nghĩ là tôi buồn lắm. Tôi không ăn của ai á. Mấy chục năm. Nãy cô nói là dù Dung mà nghĩ là bà buồn lắm. Không có gì. Đó là nghĩ là không có ăn của ai được. Đó ta cũng coi thấy cái gánh của dù Dung này. Dù Dung bán đồ hủ ba mấy năm, gần 40 năm rồi. Mà giữa trung tâm Sài Gòn luôn. Là hủ với nóng của Dung mùa rất là ngon. Tại vì Dung bán ngay góc đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu nên là ai có đi ngang có dịp qua thì ủng hộ chị Dung. Thì Dung bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 9-10 giờ là hết. Và hủ nóng rồi nha mọi người. Có ngày Dung bán rất là nhanh mà cũng có ngày bán rất là chậm. Một phần là chỉ có 5.000 thôi, rất là rẻ. Còn nếu mà mua trong cái hộp á thì là 8.000, còn mua trong cái bịch vẫn là 5.000 thôi. Ngoài ra Dung còn bán sữa đậu nành nè, bánh tét, bánh chân nè, bánh giò nè. Đó thì Dung chỉ bán buổi sáng thôi nha, từ 6 giờ sáng cho tới khoảng 8-9 giờ sáng.